hậu thông báo ly hôn, dân mạng tiếc nuối chuyện tình của cặp vợ chồng chuyển giới Minh Khang, Minh Anh. Công khai tình trạng cuộc sống hôn nhân của mình, người đàn ông đầu tiên mang bầu tại Việt Nam khiến dân mạng không khỏi bất ngờ. Kết hôn vào năm 2017, cặp đôi Minh Khang, Minh Anh đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, nhất là cộng đồng LGBT về tình yêu vượt qua khoảng cách giới tính và định kiến. Thế nhưng mới đây, Minh Khang đã lên tiếng xác nhận anh và vợ đã đường ai nấy đi. Trên trang cá nhân, người đàn ông mang bầu đầu tiên tại Việt Nam chia sẻ, Khang rất xin lỗi vì làm cho các bạn, anh chị đã luôn yêu thương gia đình nhỏ này trong suốt 3 năm vừa qua phải thất vọng về mình. Chuyện hợp tan không ai ngờ, nếu của nhau thì một vòng sẽ về lại thôi, còn không là của nhau thì khi hết hạn rồi đương nhiên sẽ phải kết thúc thôi ạ. Khá nhiều bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT đã xem cặp đôi Minh Khang, Minh Anh là tiêu chuẩn để phấn đấu, tự tin và biết dũng cảm hơn. Chính vì thế, bên dưới bình luận, dân mạng vô cùng tiếc nuối bởi chuyện tình đẹp nhường ấy lại chỉ có thể kéo dài 3 năm. Được biết, Minh Khang là người chuyển giới nam còn Minh Anh là người chuyển giới nữ. Cả hai đã có với nhau một bé gái, tên thân mật gọi là bé chuột. Hiện bé được 6 tháng tuổi. Trước sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân trong mơ này, nhiều người đã nhắc đến bé chuột và động viên ông bố đơn thân Minh Khang. Cố lên, muốn thấu hiểu và bền vững lâu thì phải trải nghiệm. Trải nghiệm rồi thì lại có nhiều bài học hay hơn và vững chắc hơn để tiếp tục đi tiếp chặng đường còn lại. Mỗi lần vấp ngã thì sẽ là mỗi lần trưởng thành hơn, một tài khoản an ủi. Cố lên anh ơi, chuyện hợp tan đúng là không ai ngờ, em đã từng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Cố gắng vì bé chuột vượt qua tất cả nha anh Khang idol của em. Lý do vì sao cặp vợ chồng chuyển giới quyết định chia tay có thể đến từ nhiều nguyên nhân, Minh Khang không tiết lộ rõ. Vì phía Minh Anh, cô gái vẫn chưa có bất kỳ lên tiếng nào về chuyện tình cảm với chồng.